đấu hôm đó trước Adonis và trước Team Flash. Nhưng ngày hôm nay khi khoác trên mình màu áo của Việt Nam Wildcard thì hiện tại tôi mới đang thấy có Ara có thể thể hiện được cái phẩm chất kỹ năng của mình. Rồi PS Man vẫn thể hiện được cái độ lạnh lùng của mình. Akashi vẫn thể hiện được mình, còn Khiên thì chưa. Oppa cũng đang đánh hơi dưới phong độ của mình một xíu. Dưới phong độ so với đấu trường trận chung kết đấu trường danh vọng của anh Tùng. Chúng ta đến cuối cấm và chọn khi mà Việt Nam cấm đi Cepeda và Richter. Trong khi đó thì Malaysia thì cấm bị Elsu và chắc chắn là phải có hai AT rồi. Đội bạn đã bắt đầu nghiên cứu và đội bạn biết rằng ai là người gánh team, gánh keo của đội tuyển Việt Nam, và đó tất nhiên là Ara. Tỷ lệ chiến thắng của Yena đang khá là thấp vì con bài này vẫn chưa có một chỉ số nào lên đến 50%. Yena trong trận đấu này theo Tuấn Bell nó sẽ nằm trong tay của PS Man hay Khiên? Một dấu hỏi lớn, vẫn là một dấu hỏi lớn. Thực ra tôi nghĩ là sẽ nằm trong tay của Khiên. PS Man thì hiện tại vẫn có rất nhiều sự lựa chọn cho anh ta ở vai trò đi đường, chứ không chỉ còn mỗi Yena mà buộc anh ta phải đánh. Thực sự Khiên ở thời điểm hiện tại làm cho chúng ta đúng là đặt một dấu hỏi, một sự lo lắng nhẹ với phong độ hiện tại của Khiên. Tôi vẫn đang muốn Khiên hòa nhập nhanh hơn, quay trở lại cái phong độ, chuỗi phong độ của mình nhanh hơn để sắp chuẩn bị có cho chúng ta một trận thi đấu khá căng kèo. Với đội tuyển Việt Nam thì có lẽ việc có mặt ở vị trí đầu bảng cũng không cần quá cần thiết, nhưng ít nhất tôi muốn các đội tuyển Việt Nam được tránh mặt nhau, và nếu được nữa thì tránh mặt mẹt team. Tránh cả mẹt team. Thì đó là đội tuyển rõ ràng đến thời điểm hiện tại vẫn đang được đánh giá là số 1 của giải về mặt hạt giống. Tại bảng B lúc này thì có lẽ hai đội tuyển mà chúng ta, đội tuyển Việt Nam và Cam muốn chạm mặt nhất có lẽ là Trung Quốc. Hoặc là đội tuyển Hàn Quốc, hoặc là đội tuyển Thái Lan. Hoặc là Thái Lan. Tại vì đội tuyển Thái Lan 1 được đánh giá là yếu hơn so với Thái Lan Wildcard rất nhiều. Yếu hơn thôi chứ yếu hơn nhiều thì chắc cũng không, bởi vì họ vẫn có dòng máu của những nhà vô địch, đó là Rus, đó là Rizak đúng không? À đó là Rizak và San. Trong khi đó thì với đội tuyển Trung Quốc, thật ra chúng ta chưa thể biết chắc chắn là Trung Quốc có liệu có thể vượt qua được Hàn Quốc ở bảng đấu bảng A, bảng B hay không đâu. Ta vẫn chưa thể biết được rằng Trung Quốc có đủ sức để có thể vượt qua được Hàn Quốc hay không, bởi vì nên nhớ Hàn Quốc cũng đã có một trận đấu khá quả cảm trong ngày chiều hôm qua. Chúng ta vẫn tiếp tục những lượt cấm và chọn ở trong ván đấu tiên cuối đầu giữa đội tuyển Việt Nam Wildcard và Malaysia. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 3 lượt chọn đầu tiên và Khiên tiếp tục cầm Dasi. Trước khi bước vào trận đấu này tôi có gặp Khiên ở ngoài sảnh và tôi nói rằng đừng có đánh Dasi nữa. Sau đó Khiên chỉ cần cười và quay mặt đi, và cuối cùng Khiên bảo là vẫn đánh. Thực ra với Khiên thì có lẽ những lời khuyên của chúng ta là không cần thiết, bởi vì Khiên cũng là một tuyển thủ có cái độ quyết đoán rất là cao. Độ quyết đoán của Khiên tương đối cao. Chỉ có điều là hy vọng rằng cái phong cách đánh của Khiên nó càng ngày được hoàn thiện, chỉnh chu hơn, ít mắc sai lầm hơn. Trong khi đó bên phía đội bạn đã lấy đi cho mình con bài Florentino, và họ đã cấm đi Superman của Akashi. Đây là một trận đấu mà Superman hoàn toàn có thể xuất hiện trong tay của Akashi khi mà Khiên đã cầm Dasi đi rừng. Đồng ý. Và Yena sẽ đảm nhiệm vai trò là solo đường Seiza. Nếu như mà có Superman xuất hiện trong tay Akashi thì Ara sẽ được chơi một vị tướng xạ thủ. Như vậy là thành tích của hai đội đang là trái ngược nhau. Với đội tuyển Việt Nam là 4 chiến thắng và 2 trận thua, còn đội tuyển Malaysia thì lại là 2 chiến thắng và 4 trận thua. Nếu như chúng ta thua thì sẽ là cân à? Nếu như chúng ta thua thì hai đội sẽ bằng điểm. Còn nếu như chúng ta thắng, thì chúng ta sẽ bứt lên với 4 điểm trên cùng bảng. Gần như là chắc chắn ở trong một vị trí trong top 4. À chắc chắn rồi, chắc chắn luôn vị trí trong top 4. Chưa chắc chắn trong top 4 đâu nhá. Chắc chắn rồi. Chưa. Không, nếu mà thắng là chắc chắn. À nếu là thắng thì chắc chắn. Thắng thì chắc chắn. Chúng ta chỉ có phải thắng rồi thì mới chắc chắn. Ok, quay trở lại với cái cấm và chọn thì chúng ta đang có được cho mình những lượt cấm cuối cùng. Đó là Ibanez. Đó là... Khi mà Ara cấm vào Ibanez, khi mà Việt Nam ngoài cả cấm vào Ibanez, tôi đang nghĩ tới một việc, đó là Phoenix hoàn toàn có thể trở lại trong tay của Ara. Vedet cũng được cấm đi rồi. Chẳng nhẽ khắc tinh của Phoenix lại là Ibanez. Tôi đang nghĩ như vậy. Hai trận đấu đối đầu đúng không? Là thua đúng không? Tỷ lệ hiện tại đang là 100% thua trong kèo đối đầu giữa Ibanez và Phoenix. Phoenix thua 100%. Tara, đây là một kèo đấu mà PS Man hoàn toàn có thể có được lợi thế. Đồng ý. Nhưng Tara này có khả năng là vẫn có thể đi đường rồng với vai trò là chống chịu. Vì có cả Florentino xuất hiện đúng không? Đúng.
Mà chống chịu thì vai trò của Tara không khác gì con Ibanez cả. Và đúng là Phoenix đang xuất hiện. Phoenix đang xuất hiện. Và có thêm cả một sự xuất hiện nữa của Ras. Ras. Trong tay của Akashi. Akashi đánh Ras không hề tệ. Được. Akashi đã từng đánh Ras và củ hành Xuân Bách rồi. Đúng. Và gần như chúng ta lấy Xuân Bách làm mốc thì gần như chúng ta có thể biết được rằng Akashi nếu như đã củ hành được Xuân Bách thì có thể củ hành được bất kỳ tuyển thủ nào trên thế giới. Đúng. Và như vậy đã khóa vào đó là Phoenix và Ras. Như vậy là đội tuyển Việt Nam đánh một đội hình khá là YOLO. Một đội hình khá đậm sát thương và có lẽ chỉ có hai người chống chịu duy nhất đó là PS Man và Oppa. PS Man đôi khi vẫn có một chút lượng sát thương lớn ở giai đoạn đầu trận đấu. Đến giai đoạn cuối trận thì anh ta với việc lên toàn bộ những trang bị phòng ngự thì lúc đó thì anh ta sẽ đuối hơn về mặt sát thương. Còn đội bạn thì có sự khó chịu, có chống chịu, có kiểm soát bản đồ. Nhìn chung đội hình của đội bạn cũng khá ổn, chỉ có điều là họ đánh cánh thì vẫn đánh theo cái kiểu gọi là thủ cánh và sau đó thì gây áp lực ở bên phía rừng. Tara cầm trừng phạt ở trong trận chiến này tôi đánh giá là hơi mạo hiểm. Một cánh của họ sẽ là một cánh thủ, đó có thể sẽ là cánh của Tara. Tôi nghĩ Tara trận này vẫn xin điều xây ra thôi nếu như cầm trừng trị như này và sẽ liên tục cả lính gây khó chịu cho PSman. Còn Fredino sẽ ở đường rồng để tiện giao tranh hang rồng luôn. Còn cá nhân tôi thì tôi đang nhận thấy rằng Tara có một phép bổ trợ cũng khá là hay, đó là tốc hành rất là tốt. Tôi cầm bộc phá quay lúc đầu cấp 1 đảm bảo thắng. Thật ra là với đợt bộc phá thì nếu như tấm veo không có được mạng ở trong những cấp độ đầu thì gần như con Tara rất là thọt. Vì cái chất tướng Tara không phải là chất tướng có thể one hit được đối phương để có thể sử dụng kèm với bộc phá. Nên với bộc phá thì cũng không quá ưu tiên. Trận thi đấu này thì là trận thi đấu thứ tư của chúng ta. Và chúng ta vẫn còn một trận thi đấu nữa. Và đó mới là trận thi đấu quan trọng nhất. Nhưng để có được cho mình cái kết quả thuận lợi đến với cái trận thi đấu đó thì chắc chắn trận thi đấu này chúng ta phải là 2-0. Tôi nghĩ rằng với tức là biết cái gì nhỉ, với cái những gì mà chúng ta theo dõi với Bóc Gaming, những gì theo dõi khi Akashi, Ara, PS Man và Oppa, tôi tin chắc đây là một chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam YK. Khiên tôi không hiểu lý do gì mà anh ta đang run bần bật như thế kia. Tôi nghĩ đấy là cái khả năng rung đùi đến từ Khiên. Kiểu đấy là gần như đấy là một cái dạng kiểu bệnh về việc gọi là thói quen không rung là không chịu được. Như vậy tôi cũng bị như vậy. Nhưng mà việc rung đùi như này liệu có ảnh hưởng tới thi đấu không anh Tùng? Không ảnh hưởng. Ví dụ như đang cầm đánh lên quân mà định một pha xử lý xong đùi cứ rung như là lệch tay. Đùi rung thì nó được cố định thân dưới rồi. À cố định thân trên rồi. Thân trên không bị ảnh hưởng với thân dưới đâu. À. Chỉ những bộ phận ở thân dưới mới rung thôi. À. Nhưng mà những người có bệnh giống nhau thì hiểu nhau. À. Còn anh chàng Malaysia này thì chưa đánh nhưng mà tôi đã thấy anh ta lau nước mắt. Hơi căng thẳng. Hơi căng thẳng. Có lẽ anh ta đã khóc trước khi có thể sẽ nhận một thất bại. Quỳ Long đã bắt tay và chúng ta chuẩn bị đến với ván đấu đầu tiên của đầu giữa đội tuyển Việt Nam YK và Malaysia. Đây là trận thi đấu thứ 5 trong khuôn khổ ngày thi đấu hôm nay. Và sau trận thi đấu này thì chúng ta còn 3 trận thi đấu nữa. Bởi ngày hôm nay sẽ có 8 trận thi đấu. Chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên, những bước di chuyển đầu tiên. Và có vẻ như đội tuyển Việt Nam đang có mặt toàn bộ ở khu vực giữa không. Khiên đã lùi về để ăn được cho mình khu vực bùa xanh rồi. Akashi cũng đã lùi về nhưng Akashi đang trong tầm nhìn của đối phương. Đối phương không thấy đội tuyển Việt Nam cướp rừng và họ cũng lùi về. Akashi vừa có pha xử lý tương đối lỗi khi để trụ bắn cho anh ta một hit. Ray tới sẽ có gút hay chăng? Không. Akashi dọn dẹp xong tơ lính trước. Nhưng có vẻ như là lát hit trượt một con hoặc chia kinh nghiệm gì đó nhưng chưa đặt cấp độ 2. Có vẻ như cái cú giúp của Oppa khiến cho anh ta đã chia cùng với Akashi một con lính. Thực ra thì với cái cú giúp đó nó rất là cần thiết bởi rất nhanh chóng thì Oppa đã cộng cho mình chiêu 2 sau khi... Wow! PSman rất sớm đã có pha solo kill nhắm vào Kun. Có vẻ như chúng ta đang hơi khinh thường người solo Yena số 1 server Việt Nam. Có vẻ chúng ta đang hơi khinh thường người solo Yena số 1 server Việt Nam. Thậm chí chúng ta còn hơi khinh thường về cái cách mà Yena của PSman đã làm trong tình huống vừa rồi. Ngay sau khi hạ gục đối phương anh ta về. Anh ta còn gần nửa đứa máu, anh ta thắng đối phương sau anh ta về. Anh ta quá tỉnh để biết được rằng con bài Aneste đang rình rập anh ta ở đâu. Rất tỉnh. Và với việc có được điểm hạ gục solo đầu như và việc máu hiện tại của hai người chơi solo là ngang nhau. Thì chắc chắn rằng giai đoạn tiếp theo Kun sẽ rất khổ. Kun không có cửa để bây giờ Kun sẽ phải chờ đến cấp độ 4 để may ra trao đổi chiêu thức thì hồi phục được bằng chiêu cuối thôi. Chắc chắn đã có một pha tích được cú câm lặng đến từ PSman mới có đủ khả năng để anh ta hạ gục được đối phương nhanh đến như vậy.
đối phương muốn ăn nhưng chúng ta muốn đánh. Nhưng đây là bốn thành viên của đối phương, tương đối mạo hiểm, cú hút tốt đến từ Arate trong tay của Ray. Akashi đang phải bỏ chạy. Akashi có chạy được không? Câu trả lời là không. Một cú hút quá trí tử đến từ Ray trong tình huống vừa rồi và đã khiến cho Akashi không kịp trở tay. Cái gì đây? Ara muốn cướp rồng, kéo rồng nhưng không thành công rồi. Đối phương là người chủ động ăn con rồng này và Ara không cướp được rồng. Anh ta không phải bỏ mạng. Chúng ta lùi được bởi Seven chưa có được cấp độ 4. Anh ta chưa có chiêu cuối để có thể lao vào Ara để quyết tử. Trong khi đó thì con chim cũng đã thuộc về bên phía đội bạn. Một chút lơ đễnh ở trong tình huống mà Anete của đối phương đang có mặt ở đó đã khiến cho đội tuyển Việt Nam phải trả giá tương đối đắt. Tôi nghĩ là chúng ta đang nghĩ đối phương chỉ có 3 người đấy thôi, không kiểm soát được hướng di chuyển của Kun xuống. Và khi Kun đến thì chúng ta định rút lui những bất ngờ đó là cú hút của Anete. Có vẻ như đội tuyển Việt Nam đang gặp một chút bất lợi khi mà Rio đang di chuyển xuống Opa có tầm nhìn. Thật ra thì dù đó có là tình huống 3-3, nếu như chúng cú hút thì tôi nghĩ rằng không có cửa cho đội tuyển Việt Nam đâu. Vì cú hút của Anete kết hợp với cái cú gió nồm nó quá đau và cũng như là cái thời gian hút rất lâu để khiến cho đội tuyển Việt Nam không thể làm được gì cả trong tình huống đó. Và đặc biệt nó lại là hai thành viên chủ lực nữa. Akashi bây giờ đang phải chơi một cái thế là đẩy đường thua khi đối phương liên tục có được sự trợ giúp của Lee Anete. Còn với PS Man bây giờ anh ta liên tục bị ở thăm bởi Kaito. Gần như là đây rồi cái trụ nào. Chúng ta đang ép rất nhanh này. Opa đã khai góc vào người của Rio, tấn công vào Rio. Ai? Không cho Rio can thiệp được cái trụ. Chúng ta đã có trụ rồi và đã có ma trận thú nguyên tấn công vào người của Seven, đó là Khiên, nhưng không có sự sát thương đến từ Ara. Ara đã tấn công vào người của Rio, không đủ sát thương để hạ gục được Rio. Dù sao thì Ara cũng đã kích hoạt được quả bom nổ chậm mang tên kíp nổ để có thể khiến cho Rio phải lùi về trong tình huống này. Chúng ta sẽ tiếp tục ép trụ quá. Vẫn đục tiếp rất cục, đó là tuyển Việt Nam. Trong khi đó thì Kun đã phải dùng chiêu cuối rồi. PS Man vừa rồi đã lấy được chiêu cuối của Kun. Còn Akashi di chuyển lên trên đồng nghĩa việc chúng ta sẽ bảo vệ thành công trụ 1 ở đường trên. Trong khi đó trụ 2 ở đường dưới liên tục lấy tình huống ép đến từ đội tuyển Việt Nam. Kíp nổ đã được sử dụng vào trụ. Ara bị hút 2 nhưng có cái úp bộ rất tốt đến từ Opa. Ara không sống được. Rio tiếp tục đuổi theo 1-1 cho đến tình điểm hiện tại. Khiên vẫn đang được chơi nhưng Kaito đang tới. Khiên hạ còn đủ save hay không? Câu trả lời là không và Khiên có lẽ sẽ chết. Rất đáng tiếc, đó là tình huống mà Opa không có được cú bốc đầu đủ chuẩn xác để khiến cho Khiên có được cho mình mạng hạ gục. Nếu như đó là một cú bốc đầu kết hợp tốc tiến của Khiên của Opa thì tôi tin rằng đó là một tình huống có lời dành cho Khiên, nhưng rất đáng tiếc đó là một pha sử dụng chiêu trượt. Trời thẳng mặt luôn và solo kill thành công đến từ BSM tốc biến và cú chém cuối cùng đã kết liễu được Kun. Rất hay đến từ đội trưởng của đội tuyển Việt Nam ngoài cạc, và đó là pha solo kill của người solo đường solo Yena số 1 Việt Nam. Như vậy mặc dù chúng ta lỗ mất một người ở đường dưới nhưng với việc PS Man tỏa sáng với một trụ và cái mạng của Kun thì chúng ta vẫn đang là người có lời trên bản đồ. Thực tế nhiều người sẽ không hy vọng vào những pha solo kill hay tỏa sáng như vừa rồi của PS Man, nhưng PS Man vẫn đang làm rất tốt, rất điềm tĩnh đến từ người đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Trên màn ảnh của các bạn đang là PS Man và Mai ở bên phía bên kia. Không, đây Mai là Malaysia. Tôi rất xin lỗi. Rất xin lỗi đội tuyển Malaysia và đó là liên tiếp là thay đổi. Có lẽ là Kun. Và con rồng đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Đây là Seven, Seven bị bốc đầu, Seven bị Khiên đánh, Seven bị đánh khá đau nhưng ta quay trở lại khá đánh đá. Cú chiêu cuối tốt đến từ Ray nhưng Akashi đang tới. Akashi liệu có một cú hất tung lên hay không? Chưa cần và Khiên đã kết thúc được Ray. Chúng ta rất muốn đục trụ ở cánh của Ara và đó là lý do tại sao Khiên liên tiếp có mặt ở cánh này và đá là cú chỉ để có thể kết thúc đi cái trụ thứ hai của một đường mà Ara đang nắm giữ. Và bây giờ chúng ta sẽ tấn công vào người của Kun. Kun có lẽ phải bật chiêu cuối để bỏ chạy. Chúng ta không đuổi theo một con Tara đang hồi phục và chạy rất nhanh. Chúng ta sẽ uy hiếp tiếp đường giữa của đối phương. Và đây là thời điểm mà chúng ta cần phải ép trụ nhanh hơn nữa bởi Phoenix đang có sức sát thương rất hủy diệt ở khu vực đường mà anh ta nắm giữ. Đây là thời điểm mà Ara có thể quay trở lại khu vực đường giữa để có thể lấy được đi cho mình cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa. Sau đó là liên tiếp kiểm soát rồng, kiểm soát kinh công đến từ Phoenix. Nên nhớ chất tướng của Phoenix vốn là chất tướng ăn mục tiêu. Và những mục tiêu lớn như vậy hoàn toàn có thể nằm trong kiểm soát của chúng ta nếu như chúng ta chơi đủ tốt ở trong những tình huống sắp tới. Hơi khó khi mà đối phương liên tục phòng ngự không những cái bẫy của Lindis mà còn đến từ Anete và đến từ Tulen nữa. Chúng ta sẽ phải tách đội hình của đối phương ra mới hy vọng là có thể lấy được cái trụ một ở khu vực đường giữa. PS Man đang hút 3 người ở phía lên trên, anh ta chạy rất nhanh, anh ta là người có được con rơi quỷ. Rất hay, trong tình huống mà tôi đã nhìn thấy Kun bị quay cao đao của cái trừng trị thì tôi đã tin rằng PS Man không có được rơi quỷ nhưng PS Man vẫn có được nó. Anh ta vẫn đang kiểm soát hoàn toàn đường trên và đánh một thế rất ổn. Trong khi đó Ara thì không cần những người đồng đội của mình, những gì mà đồng đội của anh ta
ta tạo tiền đề cho anh ta là quá tốt rồi. Và bây giờ với cái kiếm địa thì bây giờ anh ta một mình đánh tay đôi với Seven và lấy trụ. Thành công. Rất thành công đến từ Ara ở khu đường dưới và cũng rất thành công đến từ PSman ở khu đường trên khi anh ta đang có lượng tiền vượt trội so với đối phương. 4.300 tiền, cùng với đó thì anh ta luôn luôn có những pha solo kill thành công, nhưng đây là pha thi đấu mà Ara đang bị bắt lại, Opa đang cản đường. Opa, Ara quyết định ở lại chơi. Ray đã dùng chiêu cuối để có thể bắt Ara nhưng không thành công rồi. Agassi đang tới, có một cú đá chân không, có một cú tạt xuống người đột, có một cú đấm móc và có một pha kiên liêu đến từ Agassi. Combo là khá nuột nà đến từ Agassi, mặc dù đó không phải là một tình huống insect nhưng vẫn là một tình huống hoàn toàn hợp lý. Đây là Kun. Kun bốc hơi hay chăng đây, cần một cú đá nữa nhưng không có. Cú đấm tăng hòa của Agassi là hơi chậm. Kun đã lùi về được trong tình huống này nhưng anh ta cũng đã mất đi chiều cuối, đồng nghĩa với việc PSman cũng không gặp nguy hiểm ở đường trên. Trong khi đó đường giữa đang có 3 người đẩy lên khiên thì ăn cho mình con rồng thứ 3 của trận thi đấu này một cách tương đối dễ dàng. Sau đó chúng ta tiến sang mùa xanh của đối phương. Và chúng ta cũng đã lấy được một cái trụ một đường giữa của đối phương. Và bây giờ Seven đang là mục tiêu bị uy hiếp, bị tấn công đến từ các thành viên đội tuyển Việt Nam. Với việc có Phoenix trong đội hình của mình thì Việt Nam nên tận dụng cái con Phoenix này để có thể uy hiếp tấn công các thành viên của đối phương. Chúng ta vẫn đang uy hiếp tương đối tốt và Ara vẫn đang dùng cho mình chiêu cuối một cách khá linh hoạt. Anh ta đang đẩy đến cái trụ thứ hai ở khu vực đường giữa và rất nhanh chóng chúng ta đã cào đi được cho mình rất nhiều máu trụ. Kun sẽ không làm sao cả. Kun khá trâu bởi vì anh ta đã bật chiêu cuối rồi, nhưng vấn đề đó là khi mà Kun không có chiêu cuối thì Kun không khác gì một bị thịt. Không kể cả có chiêu cuối bị thịt, tức là anh ta còn yếu hơn cả một cái bị thịt. Ôi, PSman đang gặp nguy hiểm, anh ta vẫn thoát không. Phát bắn cuối cùng đến từ trụ. Rất đáng tiếc cho PSman, đó là điểm mà PSman đã mất đi mạng hạ cục đầu tiên của mình. Hay nói cách khác là Kun là cái bị nhưng không có nhiều thịt. Và anh ta vốn lúc đó thì không còn là một chiến binh sắt thép nữa, hoàn toàn có thể bị chết đi bất kỳ một lúc nào. Trong khi đó ở khu đường dưới, bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem Ara tăng tiến lượng sát thương gây ra nhờ vào Kun. Kai Akashi liên tục thực hiện những tình huống đá chân không đá chuẩn xác. 4 cú đá thì chúng 3. Còn với Ara, nếu như mà Kun không cầm cho mình đó là Tara thì có lẽ anh ta đã phải lên bảng điểm số rồi. Và có lẽ là chính vì lý do là Kun cầm Tara nên anh ta mới lép vế đến như vậy trong kèo đối đầu với Phoenix. Rõ ràng anh ta chỉ có thể chạy đâu có sâu. Sảy. Nhưng không sao. Tăng tốc, chỉ tiếp, tốt, đi theo, chỉ tiếp. Seven đánh con này rất tù nhá. Đầu trận tôi đã thấy rất tù rồi. Kiểu bất lực. Đúng, kiểu, tức là anh ta chạy trong kiểu vô vọng. Anh ta không có một tí nào cái cửa là anh ta có thể quay trở lại và trả đòn. Rất nhiều lần tôi nhìn thấy Seven chạy theo đúng cái kiểu chạy thẳng một mạch về nhà. Thực ra tôi thấy nếu như mà Seven đã thoát khỏi cái chiêu cuối đến từ khiên ấy thì anh ta đi vào trong cái bụi, anh ta đợi khiên anh ta tung hoa có thể hạ một khiên như đây, cứ cắm mặt và chạy. Và thậm chí anh ta có thể khiến khiên không dám đuổi theo nữa. Và trong một diễn biến khác thì chúng ta đã có một mạng hạ gục tiếp theo, đó là Kaito. Người trên đi rừng của đối phương đã bị Akashi hạ gục trong một cú knock out ở trên khu vực đứng trên. Và Ryo có thể sẽ là nhân tiếp theo. Rồi đã có ba trận thứ nguyên. Đặt lập phương thứ nguyên và rồi sát thương chuẩn xác. Và cứ mỗi lần mà chúng ta đặt được chiêu chính xác thì chắc chắn đội bạn sẽ gặp nguy hiểm cực kỳ cao. Và đây là cú hút tiếp theo của đội bạn nhưng nó không thể ngăn cản chúng ta lấy được đi cho mình những cái trụ. Ara đánh chỉ có lấy trụ mà thôi. Anh ta chọn Phoenix vì mục tiêu này. Uầy, Ray dùng chiêu cuối xong, bị đóng mộ, không di chuyển được. Và có lẽ nếu như mà Akashi tỉnh táo hơn thì anh ta hoàn toàn có thể đẩy Ray ngược trở về. Và Kato cùng với Ray còn đang phải cản trở con rồng tiên phong thì chúng ta lại đang giải quyết nốt hai cái trụ cuối cùng của đối phương một cách rất dễ dàng. Cùn chết, cùn bốc hơi và người tiếp theo đó là Seven. Trận đánh tập của đội tuyển Việt Nam có thể coi là như vậy. Trong khi đó khiên thì cứ chỉ, sau đó dùng ba trận thứ nguyên chúng là hai con lính vẫn chưa hạ được ai cả. Dùng bốc đầu kết hợp tốc biến tốt và Kaito lên bảng. Chúng ta sẽ là người chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên. Một trận đấu nhẹ nhàng tựa lông hồng của đội tuyển Việt Nam. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng và chúng ta có được chiến thắng ở thời điểm rất sớm. Chỉ dưới phút thứ 10 mà thôi chúng ta đã có được chiến thắng rồi. Thái độ của đội tuyển Việt Nam vẫn đang là điềm tĩnh. Chúng ta hoàn toàn có một trận đấu trên cơ. Vietman cũng trên cơ. Ara cũng trên cơ và không có lý do gì để chúng ta không có được chiến thắng trong trận đấu này cả. Đây là trận đấu mà chúng ta cũng có những cái sai lầm và chúng ta cũng đã bị lộ hơn đối phương, nhưng nhờ sự xuất sắc của PSman thì chúng ta biến cái lỗ đó thành những cái lợi thế. Và MVP trận đấu thuộc về Akashi. Như vậy là sau khi Akashi nằm xuống ở ngay khoảng thời gian đầu tiên phút thứ 2 trận đấu khi con rơi quỷ ra thì sau đó 8 phút còn lại anh ta không chết một mạng nào, có được 5 điểm mạng cục cùng với 1 điểm hỗ trợ. Trong khi đó thì Kun Anguero của chúng ta là thành viên duy nhất có được cho mình cái huy hiệu đó từ chính cái chất tướng của anh ta. Rất đơn giản thôi, giơ mặt ra và nhận huy hiệu.
Anh ta đã hoàn thành được xong nhiệm vụ của mình với cái đây là 0-3-1. Anh ta có được một điểm huy hiệu, nhưng người đặt MVP cho bàn thi đấu này có lẽ cũng là người xứng đáng nhất. Đó là Ray với những cú hút tốt, với cái món đồ để giải hiệu ứng để có thể khắc chế được Darcy của chúng ta. Trong khi đó Ara thì công việc của anh ta trong trận đấu này tương đối nhạt. Đó là đồng đội của anh ta giúp cho anh ta có được lợi thế ở đường và cứ thế anh ta bắt nạp được Seven. Nói về Seven, đó là việc anh ta ôm trụ quá nhiều chỉ khiến cho anh ta gây được chưa đến 10.000 sát thương. Trong khi đó thì lối lên trang bị của Viễn cho người ta farm sát thủ thì hồi nát. Nát Sephira đến từ Malaysia, đó là lượt cấm cuối cùng trong giai đoạn cấm đầu tiên của đội tuyển Malaysia. Không biết Tuấn Beo có để ý không, nhưng mà ngoài hai đội tuyển của Việt Nam, tôi không thấy các đội tuyển có ý định thay người. Gần như là không, không thấy có thay người. Đúng. Thì như tôi chưa thấy một ván nào có một đội tuyển nào của nước ngoài thay người giữa trận. Thay người. Trong hoặc là đổi người từ trận này sang trận khác, đúng không? Cũng không thấy luôn. Thì có thể nói đây là một điểm đáng mừng, vì đội tuyển Việt Nam đang đa dạng về mặt chiến thuật hơn. Hay nói cách khác là người dự bị của chúng ta đánh chất lượng chả thua gì người chính cả. Đồng ý. Và khi mà chúng ta có được quyền thay người như vậy thì cái chiến thuật chúng ta lôi ra cũng đa dạng hơn. Đặc biệt đây đó là team flat, dễ dàng nhìn thấy nhất. Đó là chưa kể đến việc tứ kết chúng ta bắt đầu đánh bom 7 rồi. Thời điểm đó tôi tin rằng chiến thuật nó đóng vai trò rất quan trọng để quyết định trận đấu, chứ không phải là vấn đề về mặt gọi là một hai trận đấu nữa. Chúng ta đến với cấm và chọn cho ván thi đấu này. Yena đã được lựa chọn đến từ Malaysia, nhưng tôi tin rằng anh ta, PS Man, hiểu rất rõ con bài này để có thể khắc chế. Vâng. Trong khi đó Florentino này tôi tin 80% phải là do khiên. Do khiên. Và tôi đang hy vọng vào một kèo đấu Kun cầm Yena và PS Man cầm Florentino à? Không, Tara. Tara. Ok, đang thấy Lindis. Như vậy là Florentino này khả năng sẽ trong tay của PS Man hoặc trong tay của Ara. Ok. Như vậy là Ara hay PS Man sẽ cầm cho mình con bài Florentino. Correct. Correct. Bàn đùm. Bàn đùm. Nhá Flo cho vui. Đi. Nhá Flo cho vui. Hoặc là như là Lý Khích bảo là có Yena rồi, có dám chọn Flo không? Con bàn đùm này thật ra là cái con mà tôi thấy là củ hành rất là dễ. Ừ. Tức là dùng để củ hành những đội tuyển mà chúng ta kiểu khỏe hơn ấy, thì chúng ta củ hành họ rất là dễ. Bởi vì kỹ năng của bàn đùm là kỹ năng công một cách rất mãnh liệt, và trong cái công của Badum lại vẫn có cái thủ để cho khiến cho anh ta trở thành một con trâu thực sự để anh ta có thể cày nát đội hình của đối phương. Mặc dù chỉ là một trợ thủ, lượng sát thương Badum gây ra cũng rất là tốt, tại vì cái nội tại của Badum là gây thêm sát thương theo lượng giáp của mình, gây theo sát thương với vị trí trợ thủ thì chắc chắn sẽ phải lên những trang bị giáp rồi. Và khi có giáp thì Badum có sát thương. Với tôi thì gần như mùa giải vừa rồi tôi leo chỉ leo với Badum thôi. Có một cái giai đoạn mà tôi chỉ còn một ngày nữa là đóng cửa xếp hạng ấy, thì lúc đấy tôi mới kim cương 1 và tôi sắp kim cương 2, kim cương 2 đánh liền thắng chục trận chỉ với Badum, chỉ với Badum. Và đúng 0 giờ ngày hôm sau là reset, thì đúng hôm đấy thì tôi lên cao thủ 1 sao. Tôi có thấy Tuấn Beo khoe về thời điểm đó là được cao thủ 1 sao, mặc dù ngày hôm trước mới chỉ ở hạng kim cương. Thì gần như con Badum này là một con mà nếu như các bạn biết đánh, các bạn muốn mang vào rank đánh, thì tôi nghĩ rằng nó là một trong những con gánh team ấy. Chất trợ thủ gánh team ở trong Badum rất là mạnh. Tất nhiên là bạn phải có những vị tướng, những người đồng đội hiểu tất ý nhiên, bạn. Tất nhiên. Chứ kiểu bạn lao vào bạn hất đối phương về xong đồng đội cứ đứng farm thì thôi, bạn đừng có hất nữa. Nhưng nếu xét về khả năng gánh team thì Badum cùng với lại cả Anete là hai con bài tôi nghĩ là rất mạnh. Anete thì tôi thề tôi không chơi được. Nhưng Anete cũng giống như Badum ở chỗ là khả năng gây sát thương rất mạnh, mà thậm chí là cả khả năng phòng thủ của Anete. Tôi không hiểu tại sao Anete rất trâu. Anete có cái nội tại, nhất là có nội tại hồi máu. Hồi máu. Tuy nhiên ở điểm khó Anete đó là cái cú hút đấy, thì tôi thể tôi không hiểu sao tôi không hút được. Tức là có một cái tức là cái cú hút của Anete ấy, tức là tôi cảm nó được hồi lại khi mà đối phương gây choáng vào người Anete. Thế là chưa kể đến việc là nó còn bút cho Anete một lượng giáp nữa. Nó làm cho Anete cảm giác giống như một tanker hơn là một vị trợ thủ đứng tầm xa để có thể đỡ đòn. Cú hút đó thì tức là nhiều người nghiên cứu còn cho thấy là cú đó nó ảo. Nó còn kéo nó có cả, qua tường được. Nó có cả góc chéo, nó có cả những cái... tức là quan trọng là bạn chỉ cần hút chúng được một vài lần thôi, bạn sẽ có được cảm nhận về Anete, và khi đó thì bạn sẽ hút dễ hơn rất là nhiều. Và chúng ta trong quá trình nói đến Anete thì Kun một lần nữa lại mang Anete trở lại trận thi đấu này. Chắc hơn đó là Ray, có thể Ray sẽ đánh Anete. Còn Kun thì không biết rằng có dám đánh Yena hay không, hay sẽ chọn một từ đấu sĩ khác.
Còn đội tuyển Việt Nam thì đang hình thành dần đội hình của mình với Omen trong tay của PS Man. Khiên sẽ cầm Lindis, Akashi cầm Liliana và Opa cầm Mandung, và sự chọn còn lại nó sẽ đến từ Ara. Ara trận đấu này có thể đánh những cái vị tướng nó kiểu như là Cafeni. Không, tôi nghĩ anh ta lại còn Ibanez. Ibanez vài lần nữa. Ibanez. Gần như Ibanez cũng là một lựa chọn khá hay, bởi vì tức là tôi đang thấy là Ibanez nếu đánh ấy, thì chúng ta có cơ hội là vào vòng trong chúng ta giấu được rất nhiều bài. Cứ có mỗi mấy con bài xoay đi xoay lại dùng mãi thôi. Con Liliana này, con Ibanez này, con Bandung này, con Lindis này. Lindis này, Dasi. Lindis Dasi. Hết. Petman thì có. Nhưng con kia thì mỗi lần dùng Omen tí, Bioma. Gọi là mỗi lần dùng tức là cái tần suất nó quá ít. Ui, Amili luôn này. Đội bạn đánh rất vậy, nhiều đấu sĩ. Như vậy là Veret đi đường giữa. Ba đấu sĩ kết hợp với một pháp sư tay dài. Thế thì cái này là Ibanez rất lợi. Đánh cái kèo mà đối phương nhiều đấu sĩ tay ngắn thì Ibanez cực kỳ mạnh. Và Ibanez sẽ nằm trong tay của Ara hay là của Khiên đây. Đang có rồi. Một chút gì đó vui vẻ với đội tuyển Việt Nam IK hay chăng? Ara đang cầm Lindis và phép một trợ là trừng trị. Còn Ibanez trong tay của Khiên. Tôi thấy cũng được. Thật ra là cũng được. Nhưng quan trọng chúng ta đã khóa lại, đã là những tình huống cấm, những tình huống chọn cuối cùng chưa? Nào. Đang đổi. Đang là trong khoảng thời gian đổi. Đang trong khoảng thời gian đổi. Nhưng mà tôi tin rằng đến thời điểm này rồi mà không đổi thì cũng có rất nhiều khả năng sẽ là đóng sổ rồi đấy. Đóng sổ rồi. Ara quay trở lại rừng thì nó cũng không phải là một cái gì đó quá nguy hiểm. Nó là một tình huống ổn thôi. Còn chúng ta sẽ xem Khiên đánh như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng nên để Ara đánh Lindis để thử xem cái sức đánh Lindis ở vị trí đi rừng của Ara như thế nào. Có nhớ thời điểm mà Ara đánh xạ thủ đi rừng thì hầu hết là Phoenix này, Violet này. Violet. Còn Lindis gần như thời điểm đó có Lindis hơi mất dạng một chút. Như có Lindis. Ít đánh. Nhưng tôi tin rằng cái lối đánh của Ara cũng khá giống với lối đánh của một người nữa, Turtle. Lối đánh rất khó chịu ở vị trí xạ thủ đi rừng. Đây là PS Man trái ngược với Khiên vừa kiểu chỉ mắt các thứ đây Khiên. PS Man đơn giản là giơ ngón tay like cái. Tôi vẫn ổn. Khiên thì hơi màu mè. Akashi thì trông vẻ hơi căng thẳng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi con bài tủ của Akashi, một trong những con bài tủ của Akashi đó là Liliana, một trong những con bài này. Một lần nữa chúng ta phải nói là anh ta đã củ hành sân bách. Có như con nào cầm vào Flash cũng đã củ hành được sân bách rồi đúng không? Hình như hầu như những cái trận mà chúng ta vừa nói đến chuyện của hành Sơn Bách, đó là Sơn Bách đang cầm cho mình một vị trí đấu sĩ đi đường giữa. Veret mà không nghĩ là có một trận mà Sơn Bách cầm Tulen, Akashi cầm Rat đóng được. Thì cái trận đó là trận Tulen, nhưng mà quan trọng là Payna trong tay của Opa lại không có một chút trợ giúp nào dành cho Sơn Bách cả. Proe. Lúc đấy là giúp cho đặt còi với Yon. Tôi nhớ trận đấy rồi. Đó là lý do tại sao Sơn Bách bị lép vế hoàn toàn trong trận thiếu anh ta cầm Tulen. Đã cùng đến với trận thiếu thứ hai của kèo đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng xem Khiên sẽ xử lý như thế nào với con bài Ibanez. Và Ara sẽ xử lý như thế nào với Lindis. Trận này thì Ray rất chủ động để giúp cho người chơi đường giữa của mình một cách cực kỳ nhanh. Và anh ta đã giúp cho Rio đẩy đường xong để ăn cho mình con quái con của đối phương. Rất là nhanh. Cướp chúng rừng. Ta cướp được không chúng ta? Chúng ta mất nhưng chúng ta cũng không cướp lại được. Bởi thực sự đây là bộ đôi xóa sổ lính và... tức là gây sát thương lên những con quái dẹp rất nhanh. Tôi nghĩ là đây là tỷ lệ lớn nhất mà một đội tuyển có thể tạo ra ở trong một kèo đối đầu được bình chọn trên Norai rồi Tuấn Vèo ạ. 99%. Liệu có cửa nào 100% không? Không có đâu. Tôi nghĩ là sẽ có những người Malaysia vào Norai để bình chọn. Hoặc là ít nhất là kiểu 0 chấm bao nhiêu thì phải làm trở thành 1. Không thể có chuyện là 100%. Chắc chắn sẽ có người Malaysia vào để có thể bình chọn cho đội tuyển của mình. Và chúng ta đã có được một tỷ lệ rất cao. Khiên thì Khiên cục quá. Vẫn lối đánh của Khiên thôi. Đây là lối đánh mà Khiên đã hạ gục đồng năm. Nhưng sao? Bây giờ Khiên chạy đi đâu? Có lao vào chỗ không? Có lao vào chỗ không? Tôi nhau. Nào để xem Khiên như thế nào đó. Máu Khiên tốc biến lên, Khiên vô, Khiên chọc trượt, Khiên bị chu bắn. Hai pháp, ba pháp, Khiên chết. Ôi ông trời ơi. Không bất ngờ với cái lối đánh này của Khiên. Không một chút bất ngờ nào cả với lối đánh này của Khiên. Rõ ràng tình huống đó thì tình huống này chạy thoải mái này. Đúng rồi, chạy được. Tình huống đối phương gọi là có một chút gì đó để khiến cho đối phương dồn Khiên vào thế chân tường thôi. Nhưng mà đây là lối đánh à. Thực ra pha đó Khiên nên kiểu chọc hai người kia để lấy nội tại cây đổ. Thực ra là sau đó ủi thẳng vào đối phương xong vỗ phát nữa là Khiên sợ không đủ đam.
rất là sợ không đủ đam nên là chọc chúng phát là coi như là vừa đủ đam vừa lấy được cây đổ luôn. Nhìn rất là ổn nhưng không mà... tôi nghĩ là đủ đấy, tại vì đối phương chỉ có 1.000 cũng chắc rất là đủ. Tức là phải chơi cùng lắm là ủi cây đổ lên xong rồi đánh thường một cú xong nữa là... còn vỗ một cú vỗ nữa mà. Không vỗ thì vỗ rồi, vỗ từ trước đó rồi. Anh ta vỗ từ trước đó thôi. Nhưng mà vừa rồi thì cái mạng hạ gục của Kiên đã làm người ta mất đó rồi. Là PS Man anh ta tấn công, đang tấn công vào Rio. Rio có cú chém nội tại. PS Man đang khá khỏe. Oppa đang băng vào, Akashi đang tới. Arai đang không được chơi. Arai bị tấn công bởi Seven. Arai bị hạ gục bởi Seven. Trong khi đó PS Man vẫn đang cố gắng tấn công vào người của Rio. Cún tới và đó là ba mạng dành cho đội tuyển Malaysia. Một chút buông thả của Thiên ở thời điểm đầu trận đã khiến cho thế trận trôi hơi xa. Chúng ta căn không đúng thời gian giống như cái cách mà người Đài Bắc Trung Hoa có thể căn được thời gian. Chúng ta đã có thể cướp được cho mình con bùa xanh nhưng chúng ta phải làm nhanh hơn và chuẩn hơn. Trong khi đó thì đội bạn ăn rồng xong về, chúng ta vẫn còn đang ở hang bùa xanh của đối phương. Nó khác hẳn với cái cách mà Tura đã sử dụng cho mình con bài Da Xì. Bây giờ Thiên hãy tỏa sáng đi em ơi. Tôi nghĩ là Kiên không nên quá cố gắng tỏa sáng theo cái cách mà Tuấn Đeo nói, không thì sẽ thành tỏa tối. Trong khi đó Ada trong pha đến vừa rồi thì đã bị ngóc bởi các đấu sĩ của đối phương, trong đó điển hình đó là Amelie. Điều quan không trọng có nhất nữa. Điều quan trọng nhất mà Ada mắc phải đó là Ada bị dính cái cú sử dụng cho mình cái ma trận thứ nguyên đến từ Kato. Tôi nghĩ là Ada nên chọn những vị trí bắn có bụi để né được cho mình ít nhất là cái cú chiêu cuối của Da Xì. Trong khi đó Kiên này đã dùng cho mình hạt giống sinh mệnh hồi được máu. Đối phương cứ thế mà chém và Kiên tốc biến. Đối phương có tốc biến nhưng đối phương không tánh. Đối phương mà tốc biến chém quả đấy, kích hoạt nội tại là Kiên chết chắc. Đối phương bảo đối phương không phải là Kiên nhưng đây là PS Man trói vào để làm gì, sau đó lại tốc biến lùi ra PS và sau đó lại quay trở về cái vòng của mình. Úp bộ không được, không sống nổi, chắc chắn là không sống nổi trong tình huống vừa rồi. Kiên. Trong khi đó Kiên đổi mạng cái gì? Tôi khẳng định là Kun cũng không nghĩ rằng mình có được nhiều mạng hạ gục đến như thế trong trận thi đấu này. Ara hạ gục được Rio rồi. Tình huống thi đấu có thể nói là quân Kun rất quân Kun. Anh ta từ Kun Anguero anh ta đổi sang quân Kun mùa lối đánh đậm chất ma tông. Tiếp tục giao tranh, Kaito chỉ còn nửa cây máu trên đấu vừa rồi và quả cầu đuổi theo sẽ khiến cho Kaito không thể can thiệp được nữa. Mất bùa xanh đúng không? Ra cướp được bùa xanh của đối phương. Bây giờ chúng ta về cướp được bùa đỏ nữa thì đẹp. Thực sự thì cú sử dụng chiêu vừa rồi của Yena làm tôi liên tưởng đến cú hút hút ngày xưa của Malok. Kiên dùng hạt giống sinh mệnh rồi. Kiên ủi đối phương. Kiên vô đối phương, đối phương chém chém. Tôi đang rất muốn có một cái cam nào đó chỉ chiếu Kiên cái đường này thôi để chúng ta xem những pha solo kill của Kiên và Kun. Có khi sau trận thi đấu này thì Kiên và Kun sẽ trở thành một đôi bạn thân liên tiếp rủ nhau vào rank để luyện tập ấy. Có khi là rủ vào match solo 1-1 hợp lý, và có lẽ là khi nào mà chúng ta buồn quá thì chúng ta lại rủ bảo Kiên với Kun solo để giải trí đấy. Có thể tôi có lẽ là hơi kiểu nặng lời nhưng có lẽ đây là bộ đôi tấu hài gaming. Sau này chúng ta làm một cái chuỗi highlight thì trong tình huống cuối cùng chúng ta có thể làm một tình huống chất for fun đúng không? Đúng. Rất là rõ ràng là Kiên và Kun sẽ là một bộ đôi rất hủy diệt ở trong những cái tình huống như vậy. Rồng chưa được bên nào ăn. Còn chúng ta thì y hấp đường trên của đối phương. Chúng ta ăn được trụ, chúng ta có Ome, chúng ta có Lidit. Chúng ta bắt đầu lại lấy thế trận rồi sau những pha quang game của Kiên nhưng trong pha quang game của Akashi các thứ. Là rất nguy hiểm. Mất rồi, không thể có được bởi rõ ràng. Chúng ta đánh được, chúng ta đánh được pha thi đấu này. Ara đang tới, không, Akashi không có một cú choáng. Cần cẩn thận một cú hút của đó chúng ta đang rất cẩn thận. Ta đang rất cẩn thận để tránh một cú hút đến từ Ray. Trong khi đó thì Ara đang cố gắng khép góc. Có lẽ chúng ta nên tiếp tục duy trì khả năng uy hiếp vào khu vực. Chúng ta đang đợi bùa xanh. Ui! Pha xử lý bất ngờ đến từ Ray nhưng không có một chút bất ngờ nào cả. Rõ ràng là Ray đã xử lý quá nhanh so với những người đồng đội của mình di chuyển. Trong khi đó con mùa xanh vẫn còn, đó là lý do tại sao chúng ta vẫn tiếp tục đánh trong tình huống này. Trong khi đó thì Akashi đang tấn công vào cái trụ một ở khu vực đường giữa. PS Man đang tới, PS Man có vẻ như muốn xích vào một người. Con mùa xanh nó đã giành về cho Ara rồi. Ma trận tứ nguyên được sử dụng, Akashi bắt đầu di chuyển vào. Ara đang bắn thoải mái và Ara sẽ hạ gục được Ray. Trong khi đó cái trụ vẫn đang được uy hiếp bởi PS Man. Không, PS Man đã phải lùi về trong tình huống này. Ara thì cũng không còn quá nhiều thiết tha để có thể có được cho mình một pha giao tranh nữa. Còn quân Kun của chúng ta có lẽ đã chán đối đầu với Kiên rồi, bắt đầu cũng di chuyển tới những người đồng đội. Rõ ràng là Kun cũng không còn nhiều thiết tha, bởi càng về sau thì Ivanet càng khỏe. Điều đó khiến cho việc hạ gục với Ivanet là quá khó khăn. Trong khi đó lối đánh của Kiên luôn luôn là lối đánh khô máu, còn lối đánh của Kun lại là lối đánh lùi về. Hai thanh niên này có lẽ sẽ không còn gặp lại nhau ở trên một đường thẳng song song nữa. Có vẻ như Kiên đang muốn 1-2. Không
không có 1.2 khi mà không có ma trận tự nhiên được sử dụng bởi Kaito. Thiên dùng cây đổ qua bên kia bờ tường, chắc vẫn không trách tầm nhìn. Sao nó đi về? Không phải nó trách tầm nhìn thật. Hay, rất hay. Còn đối phương pha ủi vào thấy đối phương ủi tốc biến chạy về bờ tường chạy luôn. Tôi nghĩ cũng chỉ có Tuấn Đa mới có thể hiểu được Khiên mà thôi. Nhưng trong tình huống khác thì chúng ta đã có được mạng 2 cũng để có thể có được cho mình cái trụ thứ hai của mình Sega. Mất đi con rồng nhưng có được cái trụ thứ hai thì tôi đánh giá thời điểm này là lời. Lời và thậm chí rằng chúng ta còn được một điểm hạ gục của Seven nữa. Bây giờ vấn đề của chúng ta là càng làm giảm tầm nhìn của đối phương càng nhiều càng tốt. Khiên, Khiên và Yena. Khiên đang cản lính. Còn Yena thì đứng trong bụi. Kun, quân Kun đang đứng trong bụi và cây đổ vào người của quân Kun. Xong rồi đánh nhau vỗ mặt. Đã có hạt giống sinh mệnh được sử dụng thì phải, quân Kun đang tụt máu nhiều hơn. Chưa, hạt giống sinh mệnh vẫn còn giữ. Ui, quân Kun lên hạt giáp thống khổ ạ. Rất khô máu. Trong khi đó thì ở một diễn biến khác thì có vẻ như những người đồng đội của quân Kun và Khiên không liên quan đến, không quan tâm, không quan tâm bộ đôi này. Cuộc chơi, sân chơi này là của quân Kun và Khiên. Khiên đang ép trụ. Rồi, đồng đội của Khiên đang di chuyển xuống Ara và Opa đang di chuyển xuống và có vẻ như chúng ta muốn cả hai, đó là cái trụ và đó là cái mạng của quân Kun. Không, quân Kun rất tỉnh, quân Kun chạy rồi, đang có giao tranh nhỏ lẻ ở đây. Ray không còn nhiều máu, đã phải dùng chiêu cuối để bỏ chạy. Opa có lẽ sẽ là một người nằm xuống khi đã có ma trận thú nguyệt. Không, Khiên đang bong vào hạt giống sinh mệnh, chúng vào những con lính rất mạnh mẽ, không choáng được cả Rio. Anh ta bắt đầu dùng cây đổ để bỏ chạy đi. Đó là một pha thi đấu mang tính chất biểu diễn là cao hơn đến từ Khiên. Không có quá nhiều tác dụng như tình huống vừa rồi, nhưng dù sao chăng nữa thì cái thế trận kiểm soát bản đồ may mắn quá nó vẫn thuộc về đội tuyển Việt Nam, mặc dù lượng tiền tôi thấy nó không có một tí nào lợi thế cho chúng ta cả. Ara vẫn đang lớn từng ngày. Ara trong khoảng thời gian vừa qua sống ở rừng đối phương là chủ yếu. Và bây giờ hiếm hoi lắm mới thấy anh ta quay trở lại khu vực bùa xanh của mình. Và trong lần hiếu ho đó thì anh ta cũng nhường bùa xanh cho người đồng đội của mình Akashi. Trong quá thời gian tiếp theo thì có lẽ chúng ta vẫn tiếp tục ép vào bùa xanh của đối phương, đúng không Tuấn Bell? Đúng. Chúng ta tôi nghĩ là càng về lết thì Việt Nam càng có lợi thôi. Chúng ta có Lindis, chúng ta có Liliana, một cú bốc đầu đến từ Opa. Choáp. Ui, quân Kun tấn công người của Akashi. Akashi bốc hơi, Akashi chết luôn. Đó là cú chặn đầu rất hay đến từ Ray, nhưng Khiên đang tới. Ara dính ma trận thiếu nguyên. Ara sẽ phải nằm xuống trong tình huống này, không chạy được. Trong khi đó, Khiên không ai chơi Khiên cả. Khiên dùng hạt giống sinh mệnh, đối phương bỏ mặc Khiên luôn và Khiên dùng cái đồ để bỏ chạy. Opa cũng đã nằm xuống, chúng ta mất 3 người. Và bây giờ khi các thành viên của đội tuyển Việt Nam đã nằm xuống thì đối phương mới bắt đầu chơi với Khiên. Thì lúc đấy Khiên không chơi nữa, Khiên đi về. Chúng ta đang không còn những giây phút có thể bong đùa được nữa. Đây là khoảnh khắc tỏa sáng của người đội trưởng. Thôi, và nó có thể sẽ thay đổi cục diện của trận đấu. Đối phương có thể sẽ phải bỏ con xe ra chăng? Seven quá sai lầm, Khiên đến và Khiên có thể can thiệp được trong tình huống này. Tôi khẳng định là Khiên có thể can thiệp được. Với sát thương chủ lực của đội bạn là sát thương phép thuật, trong khi Khiên có huân chương choi nên nhớ điều đó. Akashi cũng đang tới, Khiên dùng cây đổ, Khiên không cho đối phương về nhà. Khiên móc máy vào người của Ray, người có lẽ là yếu nhất trong đội hình của Malaysia. Nhưng Rio đang tới và bây giờ họ quay trở lại để đánh vào Khiên. Khiên còn cho mình hạt giống sinh mệnh hay không? Khiên còn, Khiên đang đợi Akashi. Khiên dùng hạt giống sinh mệnh tấn công vào người của Ray, choáng được Ray nhưng không gây nhiều sát thương. Khiên bây giờ lại đóng vai trò đại tướng, anh ta đuổi toàn bộ các thành viên của đối phương về và con tà thần xe ra nó thành cho chúng ta. Trong mối cảnh mà đánh nhau to rồi mà ra có được con xe ra. Xin lỗi các bạn, bây giờ tôi hơi cười tại vì cái động tác của Khiên nó buồn cười quá. Nhưng Ara bây giờ đang phải bỏ chạy. Ara đang quáng tải diều, tấn công vào người của Rio. Bay sang kết hợp cả tốc biến, đó là Ray và Ara phải nằm xuống. Hiện tại thì trong bối cảnh mà tất cả các thành viên còn lại đang quăng game và tập thể dục dưỡng sinh như cái cách mà Khiên đang làm, thì chỉ có một người vẫn đang thầm lặng đánh đúng phong độ của mình, đó là PSVN. Chứ còn chơi theo cái kiểu động tác thứ nhất giơ tay hai tay lên cao đấy thì xong, động tác thứ hai hai tay chạm vào nhau thì động tác thứ ba hai tay giơ trước mặt, và động tác thứ tư là tất cả cùng nằm xuống, tất cả cùng đi về thì đúng hơn. Rồi Khiên đại tướng cản lính, nhưng sao không dùng cây đổ vào những con lính luôn nhỉ? Không, có lẽ tình huống đó là tình huống anh ta sợ một cái cú chiêu cuối đến từ Kaito và sẽ khiến cho anh ta gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta cùng chờ xem, đây là pha lụi bụi đến từ Batman. Batman bắt được vào người của Kaito, Batman bắt đầu chém vào người của Kaito. Kaito có lẽ sẽ phải nằm xuống. Không, chiêu cuối rất tốt đến từ Ray và Batman mới là người nằm. Nhưng lúc này thì Khiên đang tới. Ara đang bị tấn công bởi Rio. Akashi không giúp được Ara sống sót. Akashi cũng đã phải nằm xuống. Bây giờ chúng ta chỉ còn hai người mà thôi. Khiên một lần nữa Malaysia nói rằng không chơi với Khiên mà chơi với những người khác của đội tuyển Việt Nam hay cả. Trong khi đó thì có vẻ như là đã có một pha xử lý chiêu không được tốt đến từ Akashi. Một mình Khiên làm sao có thể chống chọi được nổi cơn bão này? Không chống nổi, Việt Nam có thể sẽ bị mất đi cho mình một trận thi đấu trước Malaysia. Đây là trận đấu mà không ai chơi với Khiên cả và Khiên cũng không được chơi với ai. Ma trận thiếu nguyên được sử dụng, phải có hạt giống sinh mệnh. Nó
không được sử dụng luôn. Nó chết rồi. PSV đang tới. Đã có chiêu cuối đến từ đây. PSV có phòng ngự Opa đang ra. Đối phương đang chém nhá. Araza và Việt Nam thất bại trước Malaysia. Việt Nam thất bại trước Malaysia. Và đó là trận thắng 1-0 dành cho Malaysia. Đây là trận đấu mà Khiên không được chơi điện tử, không được chơi liên quân mobile. Hay chính xác hơn là khi đó là Veret, đó là Amelie. Và bỗng chốc nhìn lại, chúng ta nhìn thấy Kun đang lại MVP của trận đấu này. Quân Kun có lẽ lý do chính để anh ta đạt được giải MVP đó là anh ta đối đầu với Khiên. Có lẽ lý do duy nhất để anh ta có thể đạt được MVP cho bán thi đấu này là anh ta đối đầu với Khiên mà thôi. Anh ta có được nhiều điểm hạng phục nhất, anh ta có được nhiều vàng nhất đúng không? Trong cái đó Khiên đạt được danh hiệu người đỡ đòn nhiều nhất. Một danh hiệu mà chúng ta vừa mới có thể nói là chê cười đội bạn ở trận thi đấu trước với Kun, chính Kun. Thì trận thi đấu này Khiên đã ra trả đủ cho các bạn cả vốn lẫn lãi, cả gươm, cả Khiên thất truyền và cả chiến thắng. Cả chiến thắng. Vừa rồi thì Khiên có đi qua mặt tôi và cười, anh ta cười rất tươi. Anh ta cười rất tươi.